Chào mừng các bậc phụ huynh đến với kênh tạp chí online của chúng tôi. Mùa đông đã đến, và đây là thời điểm cần chú ý hơn đến việc ủ ấm cho các bé nhỏ của chúng ta. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những cách ủ ấm con hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp cho các thiên thần nhỏ của bạn. Hãy cùng tìm hiểu. Thời tiết trở lạnh khiến các mẹ đứng ngồi không yên trước các vấn đề làm sao giữ ấm cho con. Dưới đây là những sai lầm là các mẹ thường mắc khi chăm sóc bé vào mùa đông. 1. Mặc quần áo dày cho bé khi ngủ. Trên thực tế khi ngủ người trẻ thường rất nóng, nếu mẹ cho con mặc quần áo quá dày quá ấm sẽ toát mồ hôi rất nhiều. Khi trẻ toát mồ hôi mà gặp thời tiết lạnh bé dễ bị cảm lạnh và mắc các bệnh về đường hô hấp. 2. Y cho bé ngủ giữa bố và mẹ. Có thể ba mẹ không biết rằng trẻ nằm ở vị trí này phải hít rất nhiều khí CO2 từ bố mẹ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của bé. 3. Cho bé ôm thú bông khi ngủ. Bông hoặc sợi vải từ những loại thú bông này có thể bay vào mũi miệng gây cản trở đường thở bất cứ lúc nào. Vậy nên bố mẹ không nên cho bé ôm đồ chơi khi ngủ, để trong mùa đông bụng trẻ bị nhiễm lạnh rất dễ gây ra các bệnh như cúm, ho, sổ mũi. Khi nằm ngủ trẻ rất dễ đạp chăn và bị nhiễm lạnh mà cha mẹ không kiểm soát được. Chính vì vậy khi cho trẻ đi ngủ cha mẹ nên để trẻ mặc một chiếc áo đủ ấm, có thể cho áo vào trong quần trẻ, để khi đạp chăn bụng trẻ cũng không bị nhiễm lạnh. Mẹ nên nhớ đeo cho bé một đôi tất, đây là cách tốt nhất để giữ ấm cho những ngón chân của bé khi trời lạnh. Đừng đắp quá nhiều chân dài lặng cho bé vì nóng quá sẽ làm bé tăng thoát nhiệt ở đầu dẫn tới bị đột tử khi ngủ. Hy vọng rằng những thông tin và mẹo chúng tôi chia sẻ trong video sẽ giúp các bạn giữ cho các bé yêu của mình ấm áp và khỏe mạnh trong mùa đông này. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác về chăm sóc trẻ nhỏ. Chúc các bậc phụ huynh có một mùa đông ấm áp và an lành bên gia đình.